Dưa cải bẹ này bà mua ngon thật đấy. Phải phơi héo héo thì dưa nó mới vàng. Mẹ đây, cái chỗ thức ăn mẹ mang đến ý, mới cho thêm tí nước mắm thôi. Còn lúc nào mà nấu cho bố con nhà nó ăn ý, thì con nêm nếm cho hợp khẩu vị nhá. Thế cái Phương nó đi học về chưa? Mẹ chào con. Cái Thuận ấy, nó chỉ nhăm nhăm cho con nó học chỗ nọ chỗ kia thôi. Nhiều khi mang đồ ăn đến, tôi cũng phải về luôn ấy. Không ngồi chơi được với cháu đâu. Hai mẹ con nhà nó lại đèo nhau đi học thêm bà. Chỉ học mới học thôi. Tôi đọc trên mạng thấy áp lực học hành ghê lắm bà. Nhà nhà cho con đi học. Cái Thuận nhà bà rồi cũng không thoát nổi cái cảnh này đâu. Cũng may mà bà còn khỏe mạnh, còn làm chỗ dựa để cho chúng nó, để còn nấu ăn để cho chúng nó ăn nữa chứ. Tôi chỉ thương cái Phương thôi. Học phải rõ là nhiều. Hai cái mắt cứ thô lố ra. Mà ngày xưa tôi cũng yêu cầu chúng nó học đây thôi. Nhưng mà có kinh khủng như bây giờ đâu hả bà? Thôi bà ơi, mỗi thời mỗi khác. Con chúng nó cứ để cho chúng nó lo. Việc của bà bây giờ là cứ múi dưa này thật ngon cho tôi bán. Thế là được nhá. Chị cũng muốn nói thế thôi, cũng biết làm thế nào. Mấy hôm nay mà đã đỡ ho chưa hả bà? Có thuốc của bà tôi uống vào, khỏi ngay và luôn bà. Đây. Mấy hôm nay nóng rồi. Người ta hỏi mua dưa ghê lắm. Bà biết không, dưa của bà muối hộ á. Tôi bán trưa đến chiều tối hết vèo. Phải gặp mớ dưa cải bẹ ngon thì tôi mới mua chứ. Tôi hay mua của cái cô Hoa ngồi cuối chợ mới yên tâm rau sạch. Mình bán cho bà con quanh phố phải ngon mới được. Người ta mua dưa mà bà muối cho tôi ấy, người ta khen tôi cũng thấy mát mặt. Với lại bà này, mình muốn bán có phải vì tiền đâu. Vâng. Tuổi của chúng mình như thế này, không phải nhờ con cháu, lại có đồng ra đồng vào cũng tốt rồi. Với lại người ta đến mua dưa bà muối, người ta lại mua thêm cả bánh mì của tôi nữa. Thế nên tôi mới nhận lời muối dưa rồi đồ xôi ngày tuần cho bà chứ. Hoạt động chân tay nó cũng đỡ mỏi mệt. Với cả ở nhà chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bọn trẻ, làm mãi cũng có hết ngày đâu. Mình phải sống tích cực bà. Mình phải sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tôi nói thế có đúng không bà? Bà nói cái gì mà chả đúng. Con chào hai bà. Ôi giời con gái. Bà chào con. Bà sắp sẵn đồ ăn rồi đây. Dạ. Ngày mai ấy, cái nước thịt con chỉ việc đun sôi lên rồi cho rau vào. Còn chả xương sông bà làm cho em Phong, mới rán sơ qua thôi. Con bắc cái chảo lên rán nóng cho em nó ăn nhá. Vâng ạ, cô Linh đi công tác ở Đà Nẵng nên là con về nhà giúp cô cơm nước mấy hôm ạ. Còn hoa quả bà cắt miếng cho vào hộp. Con chịu khó xay sinh tố cho bố với em uống. Mấy cái chai sữa hạt bà cũng mới làm đấy. Cầm hết cả về đi nhá. Tuân lệnh bà. Con chào hai bà, con về ạ. Ôi, con bé càng lớn càng xinh mà giống mẹ quá. Tội nghiệp. Mẹ thì mất sớm, bố đi bước nữa. Chồng con bé tươi thế chứ cái mắt vẫn buồn lắm bà. Cũng may à, được cái Linh nó tốt, nó cư xử tử tế với con bé. Mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. Thôi nhưng cũng may gặp được cái Linh là tốt rồi bà. Ngày thằng Hiếu quyết định đi bước nữa, tôi cũng lo lắm. Nhưng mà giờ cũng thấy yên tâm rồi. Chỉ mong chúng nó yên ổn, con cái ngoan ngoãn. Thế cũng coi như là cuối đời tôi viên mãn rồi bà. Bà làm đi nhá, tôi ra pha ấm trà, chị em mình uống. Vâng. của bà tôi uống vào khỏi ngay và luôn bà. Đây. Mấy hôm nay nóng rồi. Người ta hỏi mua dưa ghê lắm. Bà biết không, dưa của bà muối hộ á, tôi bán trưa đến chiều tối hết vèo. Phải gặp mớ dưa cải bẹ ngon thì tôi mới mua chứ. Tôi hay mua của cái cô Hoa ngồi cuối chợ mới yên tâm rau sạch. Mình bán cho bà con quanh phố phải ngon mới được. Người ta mua dưa mà bà muối cho tôi ấy, người ta khen tôi cũng thấy mát mặt. Với lại bà này, mình muốn bán có phải vì tiền đâu. Vâng. Tuổi của chúng mình như thế này, không phải nhờ con cháu, lại có đồng ra đồng vào cũng tốt rồi. Với lại người ta đến mua dưa bà muối, người ta lại mua thêm cả bánh mì của tôi nữa. Thế nên tôi mới nhận lời muối dưa rồi đồ xôi ngày tuần cho bà chứ. Hoạt động chân tay nó cũng đỡ mỏi mệt. Với cả ở nhà chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bọn trẻ, làm mãi không có hết ngày đâu. Mình phải sống tích cực bà. Mình phải sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tôi nói thế có đúng không bà? Bà nói cái gì mà chả đúng. Con xem dự báo thời tiết, thấy ngoài ấy mấy ngày nay nóng và ói lắm. Cô ơi, bánh mì của con được chưa ạ? Con cảm ơn ạ. Mẹ cũng hạn chế ra đường thôi đấy, không ốm. Mẹ cứ cậy có sức khỏe, hay chủ quan lắm. Vâng, anh cứ làm như tôi, lên 5 lên 3 không bằng ấy. Mẹ nhớ uống thuốc bổ nhá. Uống đều rồi. Bà Trúc đến rồi đấy. Thôi. Vâng, mẹ hỏi thăm sức khỏe bác Trúc giúp con. Con chào mẹ. Con nó hỏi thăm sức khỏe của bà, mang đến cho tôi đấy à? Vâng. Thế bà cho tôi gửi lời cảm ơn cháu nhá. Cúc ơi, cho cái bánh mì đầy đủ. Chờ tí đã, đang rửa tay. Thôi U ơi, U vào làm luôn đi, con đang vội. Hộ cô nhá. Dạ vâng, vâng. Đây, để con bê cho. Này, xong rồi bê hai cái kia ra đây cho bà nhá. Dạ vâng, vâng, để con bê cho. Bà cảm ơn, dạ, may vâng. Quá, nay cẩn thận. Dưa cà bà bán nhanh thế này thì tôi muối làm sao xuể. Ai mà muối dưa với cà ngon được như bà ấy. Thế mà lần trước tôi bảo đấy, làm 10 cân, bà làm có 5 cân. Khách mang thùng mang vại đến mua. Ôi không, tiếc quá cơ. Dưa mà muối nhiều nó nhanh khú. Với lại đợt này cái Trang nó hay sang nhà tôi ăn cơm. Thành thử ra tôi cũng bận bà. Ôi, con chuyển khoản U nhá. À thế à? Cứ tinh tinh trong máy là được rồi nhá. Rồi à. Cảm ơn con. Này, dưa cải sen dạo này đắt. Bà cứ lấy ra cũng là tôi không bán được đâu. Làm cho nó vui. Với lại chiều khách là chính. Chứ lở lãi gì mà bà cứ phải nghĩ. Alo, Trang à? Bà đây. Này, không phải tiện thể mà về nhà ngủ rồi lại thức khuya lọ mọ đâu nhá. Bố mày mà biết là chết đấy. Thằng Phong ấy, nó thích ăn bún chả. Thế tuần này bà định làm, cả nhà mình tụ tập. Thế con có bận gì không? Thì chốt lịch để cho bà còn sắp xếp. Bà chào con. Trẻ con bây giờ à, chúng nó sinh hoạt lung tung lắm mà. Nó cứ thức khuya rồi ngủ ngay. Mình già rồi, sáng sớm lại dậy. Thế là cứ dọn dẹp, nấu nướng nướng. Đi lại cứ phải khẽ khàng, không là chúng nó mất ngủ. Thế cháu Trang vẫn làm ở cái tạp chí ấy hả bà? Vâng, cháu nó vẫn đang thử việc ở tạp chí. Bố nó chỉ mong là nó làm việc dài hạn thôi thì mới yên tâm được. Ôi, chả ai sướng được như con bé nhỉ. Lớn bằng sao bằng gậy rồi mà bố vẫn cứ phải lo cho. Lo thế, nhưng mà bố con khắc khẩu lắm. Nói chuyện với nhau chả được 5 phút. Mọi việc là cứ phải thông qua cái link đấy mà.